Mở được con mắt nha. Chị sửa đi nghe. Hiểu phải không? Chú bé tôi làm gì nữa? Anh tạm đi một nữa. Xong đi cho xem. À chứ rồi tôm đi chơi đi. Tạm đi cấu rồi. Cân cấu của tạm ra. Kêu ra mà sao mà nó cấu ra khói rồi. Kêu gì câu? Vô ăn cho giỏi. Lên cho tôi tùy theo mua, cho mua nặng nhưng chắc thế mà lên mà. Quá tệ kìa. Quá tệ thôi đó. Chắc nó bẩn vô trong mà luôn. Rồi thì phải để chắc là để ngoài cho lên cho trong sức cái đặt rồi bẩn vô. Cho mua hè nhưng mà chưa chắc nó chết luôn. Mà dâu mô. Có nhớ hả? À. Để rồi mình ăn lá ăn tẩy rồi. Không. Mình chỉ mình cẩn hả? Họ chỉ mua mình. Tụng mua cái ổ gần mình rồi. À, có con bé đẹp này. Ông nội ơi. Cho sửa con này cho. Ông nội muốn nói ba. À ông nội ngoài đây. Cái bò ấy. Ông nội ơi. À, tôm đi câu cá hả? Ừ. À, đem cái cỏ hả? Con chim chích bông. Ừ, có chim sớ, xưa em mua lại đây. Chưa bị chi rồi chưa? Ờ đúng rồi. Ăn cho ngoan để ngủ cho ngoan để chiều đi câu cá với chú Dương nhá. Rồi, cảm ơn. Ờ, cảm ơn hả? Ừ. Ờ. Chiều chú Dương cho tẹp về tố mượn một cân câu. Đi Lâm Đồng à? Đang Lâm Ruộng. Đi Hải Rau nữa. Em tạp lại cho anh tôm một cân câu. À cả những một cân câu được này. Đang mới bảo xuống được bá. À rồi thì lại cho anh tôm một cái. Sửa cầm để tẩy đi làm cho anh tôm này. Thì ra anh tôm nặng có.
đi bắt lại răng. Ờ. Hết rồi bắt nào, hết rồi. Ờ hết rồi. Ờ ờ. Đây. 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 Rồi, bà chị em đi câu đi. À mẹ và con đi câu đi. Đi câu cá về ăn cơm, về cá luôn cho đừng ăn cơm thịt gà giống chị Tân An nhá. Dạ. À. Giống chị Tân An đi đi bắt cá nhưng mà về ăn cơm với thịt gà. Không cầm đâu. Nó cầm cho mẹ thì mẹ đi làm ruộng. Đi làm ruộng với mẹ không? Sữa đi làm ruộng với mẹ đấy. Không à? Em tẹp, em tẹp giống mẹ mẹ à? Thì mình giờ đo làm mẹ với con nữa. Để đó thì mẹ đi tính cái làm việc của mẹ đó. Ờ. Cái làm giường đi nó lấy cái làm ruộng của mẹ đây rồi. Cái làm chặt chặt chặt. Chặt đấy luôn. À ở đâu kia có con gà. Con gà kia. Mày về đây. Nó có thường tương tương thì mẹ một cả cái chứ. Rồi đây, con tôm chị chơi tiếp đi. À, thấy chưa, thấy chị sửa với anh tẹp chưa. Rồi, hơi có anh tôm nữa. Thế, à, đợi, hơi báo cho xem. Ơi. Con cầm cho mẹ đi toilet cái con. Xong chưa? Dạ rồi. Ờ, vô ăn cơm hả? Không coi đã. Hả? Rồi. Coi đó hả?